Hi, xin chào mọi người. Thì dạo gần đây cái từ khóa ChatGPT đã quá là hot trên mạng xã hội rồi. Đi đâu cũng thấy ChatGPT được áp dụng từ YouTube, Facebook hay là TikTok. Giờ thì người người ChatGPT, nhà nhà ChatGPT nhưng mà không phải ai cũng có được một cái tài khoản để mà sử dụng. Theo như thống kê thì đã có tới 100 triệu tài khoản ChatGPT đã được lập ra. Và ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tạo tài khoản ChatGPT thứ 1.001 nhé. Không như vậy, nó lại còn hoàn toàn là miễn phí nữa. Nào mình cùng ChatGPT thôi nào. Thì trước tiên mọi người hãy vào trong Google tìm cho mình cái từ khóa Merlin ChatGPT. Ok, thì cái ứng dụng này sẽ hiện ở ngay phía trên đầu tiên này. Có tên là Merlin OpenAI ChatGPT. Mọi người click vào đó và cửa hàng trực tuyến của Chrome sẽ hiện ra. Ở đây thì sẽ có cái ứng dụng Merlin OpenAI để mọi người cài đặt. Ứng dụng này sẽ cài đặt trực tiếp vào trong cái Google Chrome của mọi người. Mọi người vào thêm vào Chrome. Như mọi người có thể thấy là đã có hơn 100.000 người dùng cái ứng dụng này rồi. Sau đó ấn thêm vào Chrome. Đợi một lúc để Chrome nhận được và kiểm tra là sẽ tự động ứng dụng đó sẽ được cài đặt vào trong cửa hàng trực tuyến Chrome của mọi người. Thì thực chất cái Merlin này và cái ChatGPT này là một thôi, nhưng nếu mà sử dụng cái Merlin thì sẽ tiện hơn rất là nhiều. Vì sao thì tí nữa mình sẽ test thử cho mọi người xem nhé. Đây, ứng dụng đã được tải xong rồi. Và bây giờ để sử dụng cái ứng dụng Merlin này thì mọi người ấn cho mình vào cái hình như cái mảnh ghép ở phía bên trên này. Những cái ứng dụng là mọi người cài trong cái cửa hàng trực tuyến Chrome sẽ hiện ra ở đây, và mọi người kéo xuống thì sẽ thấy cái Merlin này được cài đặt vào trong ứng dụng Chrome. Mọi người ấn vào đó. Thì trước tiên để sử dụng ứng dụng thì mọi người vẫn cần phải là đăng nhập một cái tài khoản Google, tài khoản Gmail vào để mà sử dụng. Nhưng mà chỉ cần đăng nhập thôi nhé. Tài khoản nào cũng được, mọi người cứ đăng nhập cho mình một cái tài khoản vào đó. Ok, thì sau khi đã đăng nhập xong thì giao diện của Merlin sẽ như thế này. Mọi người vào cho mình cái phần trên shortcut này và kéo xuống dưới để tìm cái ứng dụng Merlin. Đây mọi người, đây Merlin đã hiện đây đây. Giờ thì các bạn chỉ cần quan tâm vào cái phím tab này, cái chỗ Run Merlin on Current Page, có nghĩa là đây là cái phím tắt để mọi người mở cái ứng dụng này lên. Khi nào mọi người mở Chrome lên ấy, mọi người mở lên thì mọi người bấm phím tắt này là cái ứng dụng Merlin sẽ tự động hiện ra. Để thì mọi người có thể thay đổi tùy theo ý của mọi người thôi. Mọi người đã bị trùng cái phím tắt là Ctrl M đã sử dụng cho một cái ứng dụng nào đó thì có thể là bấm nó sẽ không hiện ra, thì mọi người vào đây để kiểm tra lại. Đây mình thích đổi sang là Ctrl T. Thì để thay đổi thì mọi người bấm vào cái bút ở bên cạnh này, rồi ấn giữ cái tổ hợp phím mà mọi người muốn thay đổi thôi. Muốn đổi sang Ctrl T đúng không? Thì mình sẽ giữ phím Ctrl và ấn chữ T là sẽ tự động cái phím tắt đấy sẽ được lưu vào đây. Ok, vậy là xong rồi. Giờ mình sẽ thoát ra thử, khởi động lại Chrome và ấn thử cái phím tắt là Ctrl T nhé. Đó, Merlin ChatGPT đã hiện ra. Cấu hình cũng rất là đơn giản thôi. Sẽ có một phần để mọi người đánh cái câu hỏi mà mọi người muốn hỏi vào, và phía bên dưới ChatGPT sẽ tự động trả lời. Ví dụ là mình sẽ hỏi thử ChatGPT một số câu hỏi nhé. Thì mình sẽ hỏi thử là cách để kiếm tiền online mới nhất. Sau khi đánh xong thì ChatGPT sẽ tự động trả lời thôi. Mọi người chỉ cần việc ngồi đợi thôi. Đó, dần dần những cái nội dung câu trả lời sẽ hiện ra một cách có thứ tự, những câu trả lời rất là đầy đủ. Và đây thì ChatGPT đã liệt kê ra cũng khá nhiều những cái cách. Thì đọc qua thì cũng những cách này cũng đã được liệt kê trên mạng khá là nhiều, nhưng mà đây là ChatGPT sẽ tổng hợp ra những cái phương pháp mà nó hiệu quả nhất, được đánh giá tốt nhất để tổng hợp lại cho mọi người. Thì cái Merlin ChatGPT này có một cái hạn chế nho nhỏ khi mọi người sử dụng miễn phí ấy, là mọi người chỉ được sử dụng tối đa là 15 lần miễn phí trong một ngày. Có nghĩa là mọi người chỉ được hỏi 15 câu hỏi trong một ngày thôi, 15 câu hỏi miễn phí đấy. Còn nếu mà muốn hỏi thêm ấy, thì mọi người phải trả tiền. Còn như cái ChatGPT kia thì mọi người phải mất tiền gần như là từ lúc mà lập tài khoản đấy. Để có một cái tài khoản ChatGPT kia thì mọi người phải mất tiền để mà bỏ ra để mà thuê cái số điện thoại.
nhận cái mã OTP. Còn cái Merlin này thì mọi người được miễn phí 15 câu hỏi trong một ngày, cũng lời hơn khá là nhiều đó. Thì đây là giá để sử dụng cái Merlin này, là 19 đô trong vòng 1 tháng thì khoảng độ là gần 500.000 gì đó, 400.000, hơn 400.000 sẽ có được cái chức năng như thế này và được 4.000 câu hỏi trong một ngày. Bỏ ra càng nhiều tiền ấy thì được hỏi càng nhiều và cái chức năng nó cũng sẽ được cao cấp và nâng cao hơn. Và có một cái ưu điểm nữa của cái Merlin này so với cái ChatGPT trực tuyến kia, đó chính là mọi người có thể mở cái ứng dụng này rất là dễ dàng, như lúc ấy mình có giới thiệu đó. Mọi người chỉ cần ấn cái tổ hợp phím là mọi như mọi người đặt ấy, nhưng mình là Ctrl T là cái ứng dụng này sẽ tự động hiện ra thôi. Còn cái ChatGPT kia thì mọi người lại phải vào rồi lại đăng nhập các thứ lằng nhằng thì mới có thể chat được. Còn cái này rất là tiện, ấn tổ phím phát là lúc nào cần gắn hiện ra luôn, rất là nhanh. Đó, đó chính là hai cái ưu điểm mà cái Merlin này hơn cái ChatGPT kia, đó là được sử dụng 15 lần miễn phí trong một ngày, và cái việc để mở lên để mà tìm kiếm thì cũng nhanh hơn, nhanh gọn hơn rất là nhiều. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách để có thể mở một tài khoản ChatGPT một cách hoàn toàn là miễn phí để mọi người có thể trải nghiệm. Thôi, cảm ơn mọi người đã xem video đến giờ phút này. Nếu mà cảm thấy video này hữu ích thì hãy ấn giúp mình một like và đăng ký kênh nhé. Chân thành cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người.